Chúng ta học bữa nay nữa thì thôi, lớp học cuối cùng của năm 23. Rồi sau đó có lẽ nghỉ ít hôm rồi chúng ta có quay trở lại theo 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 đề nghị, theo đề nghị của Lâm. Hôm qua đó chúng tôi giảng về kinh Đại Niệm Xứ, có một cái câu nói mà chúng tôi chưa có kịp nói, và cái câu nói đó đó chúng tôi muốn nhắc lại trong cái buổi học trưa nay. Đó là cái pháp môn Tuệ Quán ấy, theo cái tài liệu chính thống thì chúng ta chỉ có hai bài căn bản, hai bài kinh căn bản để dựa vào đó hành trì. Nhiều lắm, vô số, nhưng mà mình là một cách tổng quát thì mình kể hai bài, đó là hai bài kinh Đại Niệm Xứ ở trong Trung Bộ và Trung Bộ. Thì về mặt lý thuyết đó, thì theo kinh nghiệm của bản thân chúng tôi đó, thì chúng tôi đọc chú giải rồi đọc chánh kinh, thì chúng tôi có rút ra một cái kinh nghiệm đó là chỉ cái chánh tạng, chỉ chánh kinh là đủ rồi. Chỉ trừ trường hợp đặc biệt thì chúng có một vài chỗ chúng ta cần tham khảo thêm chỗ sâu chỗ rộng thôi, chứ còn căn bản đó thì một cách căn bản, một cách truyền thống, một cách chính thống đó, thì cái lý thuyết mà để tu tập, lý thuyết của mình có thể xài cái chữ nó hơi nặng đó, là cái kỹ thuật ấy. Kỹ thuật tu tập Tuệ Quán ấy, thì chỉ là chánh kinh là đủ rồi, bởi vì thì cứ theo cứ theo cái kinh nghiệm cá nhân của các thiền sư đó, thì thoáng nghe qua thì thấy nó hay đó, nhưng mà nó có cái điều đáng 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 ngại, đáng để mình lưu tâm, đó là kinh điển thì trước sau chỉ có chừng đó thôi, nhưng mà thiền sư thì càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, và thế giới rồi nhân loại càng lúc càng có những cái thay đổi lớn về văn hóa, về chính trị, về xã hội và cả ngôn ngữ, và những cái đó nó làm nên cái nền tảng tâm thức của nhân loại, trong đó có các thiền sư. Thí dụ như mình thấy cái giới bổn của làng Mai, nên là mình thấy gọi là phản phất cái dấu ấn của thời đại rất lớn, rất sâu đậm. Đó là vì giới bổn của làng Mai đấy. Rồi bây giờ qua pháp môn niệm xứ, mình thấy ở trong cái hướng dẫn của Ajahn Brahm bên Úc của làng Mai bên Pháp, và vô số những cái thiền sư người Âu Mỹ, thì mình thấy rằng cái bóng dáng của thời đại không còn là phản phất nữa, mà là in hằng trên đó. Và nếu cái đà này tiếp tục thì sẽ có một ngày, sẽ có một ngày người ta không còn biết gì đến cái gọi là pháp môn Tuệ Quán nguyên thủy nữa, mà chỉ còn là pháp môn Tuệ Quán của đời sau. Nó kẹt vậy đó nha. Cho nên chốt lại thì chúng ta phải nói với nhau một câu rất là khó nghe, tức là tất cả các sư phụ ở đời sau đều chỉ là những cái địa chỉ tham khảo thôi, với lý do là từ cái kiến giải, cái nhận thức, cái sở chứng của mỗi cá nhân đều phản phất ở đó những cái rất riêng này, những cái rất riêng, và cứ đu theo những cái rất riêng đó sẽ có một ngày chúng ta theo tổ mà quên Phật hơn. Cho nên chúng tôi một cách nghiêm túc và thiết tha xác nhận ở đây, đó là đi đâu thì đi nhưng cũng phải trở về và ôm chân Đức Phật là chắc ăn nhất. 26 thế kỷ qua, nếu mà cái con đường hành trì của các cái thế hệ mà cứ đu theo các sư phụ mà lơ là cái gọi là kinh điển truyền thống, thì hôm nay cái diện mạo Phật giáo bây giờ mà chúng ta nhìn thấy chắc chắn là đã khác được rất là nhiều. Đây là lý do vì đâu mà Phật giáo Tích Lan ấy là một trọng điểm, một cứ điểm quan trọng của Phật giáo ấy, vậy mà hãy nói tới pháp môn tứ niệm xứ là chúng ta phải quay về với Miến Điện, vì ở đó
tất cả các cái thiền sư mà được thỉnh mời hướng dẫn đều phải trải qua một cái trường lớp căn bản giống nhau. Để chi? Để các ngài có đi bao xa thì cũng không có rời khỏi cái cội cây truyền thống. Trong khi cái điều này mình không thấy ở Thái, ở Tích Lan. Nói gì là Lào, Campuchia và Việt Nam, nói gì là Tích, nói gì là Mông Cổ và Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn. Đúng không? Chỉ có Miến Điện thôi. Ngoài cái chuyện người là đào tạo những bậc danh tăng uyên bác thì người ta còn nhấn mạnh một chuyện nữa là đi đâu đi như vậy trở về với truyền thống. Ai tự thấy truyền thống nó cổ hủ cổ lũ sĩ không thì có thể chê, nhưng mà chê mình chê lén lén, chê nhỏ nhỏ thôi, chỉ một cách chính thức, một cách công khai thì tất cả người Miến Điện đều phải lấy kinh điển làm gốc. Xem chưa? Tôi biết rất nhiều người ở đây nghĩ là chúng tôi đang lạc đề, chúng tôi đang giảng cho lớp thứ 3 năm mà tại sao chúng tôi đem chuyện ngày hôm qua, thì tôi muốn nói cái gì đó là chúng tôi đang nói cái bài mà mình vừa học mấy tuần rồi đó. Thì ở đây ai mà gọi là mò mẫm phải không, chuyên sâu cọ sát với kinh tạng thì các vị bắt buộc phải đồng ý với chúng tôi rằng thì là những cái phân tích, những cái chia sẻ mà chúng ta học được mấy ngày nay ấy, về cái gọi là danh và sắc, về cái gọi là tâm và tâm sở, tâm thức và tâm sở, về cái 13, 14, 25 ấy không có trong kinh tạng nha, không có. Ở trong kinh tạng khi nói tới phiền não không có nói một cách gọi là chi ly 14, 13, nhớ không? Không có nói. Mà chỉ nói tham sân si, rồi đôi khi có nhát nhát một chút, như ái mạn kiến nghi chút chút, lâu lâu có nhắc tới bụng xỉn, rồi có nói lâu lâu có nói, chứ còn mà gọi là công khai đó, gọi là một cách chính thức đó, mà nói rõ ràng một cách chính thức, một cách rõ ràng như là mình đã học thì không. Nói như vậy không có nghĩa là cái phân tích của A Di Đàm là sai phải, vì A Di Đàm cũng là của Phật mà. Nhưng mà cái A Di Đàm đó, mình học A Di Đàm là mình học về các pháp ở một cái góc cạnh khác, giống như mình ở trường mình học là toán lý hóa văn sử địa này. Cũng một cái hiện tượng đó, nhưng mình nói về hóa học mình nói khác, về vật lý, về khảo cổ, về lịch sử mình nói khác. Cũng cái thành nhà Hồ, cũng chùa Dâu, chùa Đậu đó, nhưng mà tùy cái góc cạnh nghiên cứu, tùy cái góc cạnh nghiên cứu mà chúng ta nói đến cái khía cạnh nào. Ở đây cũng vậy. Thì cái toàn bộ những hướng dẫn trong kinh tạng là trực chỉ về cái cạnh hành trì đơn giản. Còn cái chuyện mà chia sẻ phân tích ở đây là để đáp ứng cái nhu cầu cho chúng sinh, những cho những chúng sinh mà họ cần cái sự là phân tích rộng rãi nha. Đối với người mà có đủ duyên lành ba la mật ấy thì đơn giản lắm, đơn giản lắm, mà chỉ nghe có một câu thôi, một câu thôi là xong. Nhưng mà có những chúng sinh ấy họ phải nghe phân tích chia sẻ nó hơi chi tiết một tí nha, mà cứ nhiều lần cái chi ly đó nó thành ra là cái tài nghe thì đạt chứ cái gì hết đây. Trong khi ở bên mình tạng tạng kinh ấy, thì các vị dò là bây giờ mình kêu là tạng, chứ thật ra đó, nội dung kinh tạng là gì, là tất cả pháp thoại trải dài suốt mấy mươi năm hoàng đạo của Đức Thế Tôn, trải dài suốt mấy mươi năm, chứ không phải cái hệ thống liên tục là dạy năm thứ nhất bao nhiêu, năm thứ hai bao nhiêu, không có. Có những cái bài mà ngài giảng vào cái năm đầu tiên sau khi thành đạo, rồi sau đó mấy năm sau ngài nhắc lại nguyên văn y hệt như vậy, y hệt như vậy. Và vì như chúng ta cũng biết, Đức Thế Tôn có một cái điểm mà chúng ta khó mà hình dung được, đó là ngài không có cái ngôn từ sinh hoạt giống như chúng ta. Là sao? Mình đó thì mình thí dụ hòa thượng Nhất Hạnh thôi, hòa thượng Thanh Từ thì có thể gặp chúng ta, có thể thầy trò ngồi nói chuyện về trăng sao hoa lá, tình hình xã hội chính trị tin tức thế giới, như Đức Thế Tôn thì không. Đức Thế Tôn không bao giờ mà nói cái chuyện gì mà ngoài cái đạo giải thoát. Thế là
Mỗi lần mà ngài nghe, ngài Anan mà ngài nghe Đức Thế Tôn là nói đến chuyện gì là ngài lập tức ghi nhận những cái lời nói đó như là một pháp thoại đặc biệt như vậy. Đây là lý do vì đâu mà mình thấy trong kinh Tạng có quá nhiều bài kinh trùng là như vậy, nhiều bài kinh trùng trùng nguyên văn luôn, có những cái chuyện khác chỉ có một chữ thôi. Mà tại sao vậy? Là bởi vì Đức Phật không có cái ngôn ngữ sinh hoạt giống như mình, từng câu từng chữ ngài nói ra là tuyệt đối, mình phải xài chữ tuyệt đối là có lý do, có mục đích, có ý nghĩa, chứ không phải như mình. Cho nên ngày nay ngài cứ nghe là ngài nhắc, là chẳng hạn như cái bài kinh Thu Thúc Lục Căn, cách đây 3 tháng là Đức Phật giảng bài kinh đó cho ông A, ông B, ông C. Thì 3 tháng tới sáng nay thì ngài nhắc lại ông C, ông F, ông N. Mà khi mà ngài nói đến Thu Thúc Lục Căn, ngài cũng nói nguyên văn như vậy. Thì ngày hôm nay vẫn khi mà kết tập tâm đại, ngài vẫn trùng thuật y như vậy. Thí dụ như bài kinh kia thì như vậy: tôi nghe một thầy Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá lúc bấy giờ vào buổi sáng sớm. Ông Cấp Cô Độc đã vào đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã nói như sau với Cấp Cô Độc: lập 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 lập. Thì 4 tháng sau vào một buổi chiều tại Rajagaha, tại chùa Trúc Lâm, cái bài kia là tại chùa Kỳ Viên giảng miên Cấp Cô Độc, còn cái này là giảng tại chùa Trúc Lâm mà cho một cái ông thương gia nào đó. Thì khi mà thấy ông này ông có cái duyên với cái pháp thoại về Lục Căn thì ngài cũng giảng lại y hệt như vậy. Thì ngài anh đang khi kết tập thì cũng nhắc nguyên văn như vậy, cái ruột y vậy, chỉ khác ở phía trên thôi. Nhưng mà tôi nghe một thầy Thế Tôn ngự tại Trúc Lâm, chùa Trúc Lâm ở Ra Chạy Cá lúc bây giờ vào buổi trưa sau giờ ăn, thì có một ông tướng quân, có một ông thương gia gì đó đã đến gặp Thế Tôn sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn đã nói như sau, đó là y chang như vậy. Đây là lý do vì đâu mà có những bài kinh nội dung y hệt nhau mà mình thấy các vị kết tập họ giữ nguyên là như vậy. Đó là vì họ tôn trọng là Đức Thế Tôn tuyệt đối, tức là trong suốt thời gian đó Đức Thế Tôn nói cái gì thì từng câu từng chữ đã được trùng thuật lại nguyên vẹn, không thiếu sót một dấu phẩy. Không, rồi hôm nay chúng ta học về 14, 13, 25, học về cái cấu tạo của cái gọi là đời sống danh pháp của chúng sinh, gồm có 2 trường hợp là cách cấu tạo tâm thiện và cái tâm bất thiện nha. Rồi từ từ là chúng ta sẽ học hơn, xa hơn, sâu hơn. Chẳng hạn như ngày hôm qua chúng tôi nhận được tin là các cái quyển A Tỳ Đàm ấy của chúng tôi dịch ấy, thì đã tái bản mấy lần và đã được người ta thịnh hết rồi, bắt buộc là phải tái bản. Thì ngày hôm qua là sách về tới, thì mong bà con giúp chúng tôi một chuyện, đó là chúng ta không có thấy mặt nhau, chúng ta giảng, chúng ta người dạy người nghe từ xa. Và đương nhiên là cái lớp mà lớp từ xa như thế này thì chúng ta không có thể nào có phấn trắng bảng đen, và chúng tôi cũng không làm cái chuyện mà tôi gọi là dư thừa mất thời gian, có nghĩa là nói đến những cái điều mà bà con tuyệt đối không thể nào nhớ nổi. Thì như một tâm sở có đi được với bao nhiêu tâm thức, một tâm thức có được đi cùng với bao nhiêu tâm sở, rồi ở mỗi cảnh giới như vậy có được bao nhiêu tâm, một tâm như vậy có thể đi được ở bao nhiêu cõi, rồi mỗi hạng chúng sinh như vậy có được bao nhiêu tâm, mỗi tâm như vậy có thể có mặt ở bao nhiêu hạng chúng sinh. Thì mấy cái này là bây giờ chúng tôi có nói 100 lần mà con cũng không nhớ. Tốt nhất là tôi chỉ nói những cái mà bà con không có tự thấy ở trong sách, hoặc là trong sách chỉ là sơ sài thôi. Chúng tôi giúp các vị làm cái sườn bài thôi, còn mấy cái chi tiết bà con có về đọc đấy. Chẳng hạn như bây giờ tôi trong cái bài học cuối năm này nè, tôi xin bà con giúp chúng tôi mấy việc sau đây. Bà con vẽ giùm chúng tôi cái biểu đồ, đừng có nghe cái chữ giùm rồi tưởng là các vị làm ơn, phải là vị làm cho các vị nha. Vẽ giùm mấy cái biểu đồ, vẽ cho nó dễ nhớ. Dò lại giùm là một tâm thức đó, ví dụ như tâm tham, thứ nhất nó có được bao nhiêu tâm sở đi cùng, không? Rồi 12 tâm bất thiện, rồi 18 tâm vô nhân, 8 đại thiện, 8 đại quả, 8 đại tốt, rồi 15 tâm sắc giới, 14 tâm 12 tâm vô sắc, 40 tâm siêu thế. Thì mỗi tâm như vậy nó có bao nhiêu tâm sở, mà mỗi tâm sở như vậy cái định nghĩa nó là gì mình đã học rồi, mình đã học rồi nha. Rồi tiếp theo cũng trong đó luôn, bà con dò dùm tôi cái cõi tất cả là 10 là bao nhiêu cõi, ở cái dục giới này mình có bao nhiêu cõi, 11 cõi dục giới, nó 11 là kể tổng quát chứ thật ra không có tới.
Có nghĩa là ở 11 ở đây là mình thấy có cõi cõi người là một, kể là một, đúng là cõi người có bốn 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 đại châu, bốn hành tinh, nhưng mình đi kể là một thôi, cõi người là một rồi. Xin lỗi. Rồi 6 cõi trời dục giới là 7. Còn sĩ mình nghe nói 11 là tại tại vì bốn cái đọa xứ, kể là bốn cõi chứ không có đúng. Bốn đọa xứ đó là chỉ có một cái địa ngục là có cõi riêng, còn cái Atula ngạ quỷ bàn sinh đó thì không có cõi riêng mà nó ở ké, nó cộng sinh ở các cõi thấp như cõi người và cõi tứ thiên vương và ở địa ngục, phải không? Cõi người, tứ thiên vương, địa ngục thì trong đó nó có rải rác Atula ngạ quỷ với bàn sinh, phải không? Còn riêng về địa ngục thì có cõi riêng. Như vậy thì nếu mà nó cõi đó thì chỉ có cõi địa ngục, cõi người và 6 cõi dục thiên, tổng cộng là 8, phải không? 8 cõi đó, rồi 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc. Mà 4 cõi vô sắc mà nói để mình hình dung với làm gì có cõi, nó không có sắc pháp, nó không có đất nước lửa gió, thì cõi là cõi cái gì? Cõi là không gian cư trú, không gian sinh hoạt. Mà bây giờ không có vật chất ở đó thì làm gì mà làm gì có cái gọi là cõi? Không lẽ mình hình dung nghe nói cõi, mình tưởng tượng đó là một khoảng không mênh mông thì gượng quá nha, gượng lắm. Rồi như vậy thì trừ bốn cõi vô sắc, như vậy thì 16 cõi sắc giới là hết rồi, 16 sắc giới, rồi cộng với 8 cõi kia, 16 với 8 mình còn lại có 24 cõi thôi, có 24 cõi chứ không phải là 31 nha. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, cái gọi là chúng sinh ở trong A Tỳ Đàm nó chia ra khác. Bên tạng kinh, bên tạng kinh chia là ngũ thú lục đạo. Ngũ thú đây có nghĩa là ác thú, tức là ác đạo là một, rồi cộng với gọi là gì không, ngũ thú đây có nghĩa là bốn ác đạo cộng với thiện thú là trời người kể chung, gọi là ngũ thú nha. Bốn ác đạo cộng với trời người là thiện thú, gọi là bốn ác thú và một thiện thú gọi là ngũ thú. Còn lục đạo đây có nghĩa là trời người và bốn đọa xứ. Đó là bên tạng kinh kể như vậy. Nhưng bên tạng A Di Đàm thì gọi là chúng sinh ấy, không có kể như vậy mà kể thành 12. Có nghĩa là những chúng sinh đầu thai bằng cái tâm vô nhân, những chúng sinh đầu thai bằng cái tâm nhị nhân, những chúng sinh đầu thai bằng cái tâm tam nhân là ba, ba rồi, những chúng sinh mà đầu thai bằng cái tâm vô nhân mà quả thiện là bốn. Đầu thai bằng tâm vô nhân quả xấu á, nè, đầu thai bằng tâm vô nhân quả xấu là một, đầu thai bằng tâm vô nhân mà quả lành đó là hai, đầu thai bằng tâm nhị nhân là ba, đầu thai bằng tâm tam nhân là bốn. Bốn cộng với cái gì nữa? Cộng với bốn cái tầng thánh, nó là bốn đạo bốn quả, như vậy là 12 nha. Rồi như vậy thì cõi thì có 24 mà chúng sinh thì có 10 12, đúng chưa? Thì mình coi lại trong một cõi như vậy, trong đó A Di Đàm tài liệu chúng tôi phổ biến để các vị có đủ trong đó hết, một cõi được bao nhiêu người, người đây nghĩa là loại chúng sanh đó, người đây nghĩa là loại chúng sanh, mỗi cõi vậy được bao nhiêu loại chúng sanh và mỗi loại chúng sanh như vậy có mặt được ở bao nhiêu cõi đó. Hai cái này nó khác nhau chứ đừng tưởng là giống nhau. Rồi mỗi một cái tâm thức, thí dụ như là mình nhìn cái cột dọc á, cột dọc của bên tay trái của bản đồ á, thì mỗi cái tâm thức như vậy đó nó có bao nhiêu tâm sở đi cùng, và mỗi tâm sở như vậy nó có thể đi với bao nhiêu tâm thức, phải không? Và tôi xin nhắc lại, tổng thời gian mà các vị học mấy cái ly chi này nè nó không bao nhiêu hết á, đừng có bị người ta quyến rũ, người ta nói học nó mất thời gian. Phải học, bởi vì ba lý do. Thứ nhất là phải học để mà học mấy cái chi ly này là để mình hiểu ra nhiều vấn đề mà những người không có biết chi ly đó họ không biết được, không không đủ để hình dung. Phải học cái thấy nó vậy, giống như là mình thấy mình học, mình thấy cái đời sống mình chỉ có cộng trừ nhân chia, mình học đại số làm cái gì, học ba cái số âm số dương, học ba cái phương trình làm gì, nhưng mà khi có va chạm đời sống mình thấy không có mấy đó là thua đó, có mấy cái đại số ba cái toán trung học đó là thua đó, nhớ không? Phải học. Cho nên thứ nhất là học để hiểu ra nhiều vấn đề hơn là không học. Thứ hai, học á để có thể đi vào cái gọi là thực tập hành trì tự quán tốt hơn. Không có cái gì mà nó bậy bạ cho bằng theo dõi thân tâm sinh hoạt mà không biết cái gì nó đang có mặt lúc này. Đấy, buồn ngủ mình biết nó là cái gì. Sợ hãi, tham luyến, thích thú, bất mãn, bủn xỉn, keo kiệt, tật
đố ganh tị tị hiềm ga tô, mình biết nó là cái gì. Đây, từ bi hỷ xả chánh niệm thiền định, mình biết nó là cái gì, biết nó là nằm ở trong cái nhóm 13, 15, 13, 14, 25, mình biết cái nó vẫn có lợi nha. Ở đây mà người có học thì sẽ thấm thía tại sao mình phải học, còn người không học thì khó mà hình dung tại sao tôi phải học. Đây, nhớ cái này nha, nhớ cái này. Còn đằng này nhất là đa phần mình làm biếng cũng có, bận rộn cũng có, cả hai cái cộng lại cũng có. Nghe ai mà nói khỏi học là mình khoái lắm, tôi nói thiệt. Ví dụ như tôi làm biếng tập thể dục mà tôi vô internet mà tôi thấy mà mấy cái người mà góp ý cái chuyện mà làm sao cho bụng nó nhỏ, làm sao cho bớt mỡ máu, mỡ gan, làm sao cho bớt cholesterol, làm sao cho hạ đường, mà tôi thấy họ bài rối quá thì tôi ghét. Mà tôi thích cái gì mà đơn giản, ví dụ như bây giờ họ nói mỗi sáng vậy uống ly nước ấm, khoảng chừng hơn một ly là mới đủ một sáng, nhưng mà làm lít nước ấm mà trong đó cho một tí chanh vô, là nó giúp rất là nhiều. Là tôi thấy tôi khoái cái đó, chỉ còn bắt tôi tập này tập kia tôi mới thích, tại tôi làm biếng mà. Đấy. Rồi còn ăn kiêng cái, rồi thôi bài phải ăn cái này ăn kia, tôi làm biếng nó, tôi chỉ nhớ chừng chừng này. Cái gì mà béo gì ngọt, hạn chế béo, hạn chế ngọt, hạn chế mặn, tôi chỉ nhớ nhiều thôi. Thì đó chị dễ nhớ, chứ còn nhớ chi ly là cái trái gì có chất gì, trái gì ăn nhiều thì tốt, mà tốt cho cái gì, cái món gì là hại, mà hại cho cái gì, nhức đầu lắm. Mà chính cái khuynh hướng làm biếng này nó dẫn đến chuyện tới bây giờ tôi vẫn là một kẻ ngoại đạo trong cái làng thực dưỡng. Đấy, nhớ không? Nhớ. Cho nên tôi chốt lại cái điều mà tôi muốn nói tổng quát lại trong cái bài học cuối năm là gì? Phải học rồi sẽ có một ngày các vị quên hết. Nhưng mà thà quên, quên học rồi mà quên, nhưng mà quên đây không phải là không nhớ, sai, sai. Quên đây không phải là không nhớ, mà quên ở đây có nghĩa là chưa đụng chuyện thì không nghĩ tới. Tại ví dụ như bây giờ, thì xưa giờ tôi là người Nam Bộ, tôi đâu có biết miền Bắc. Mình rồi tôi về Bắc, tôi ghé Hưng Yên nè, Ninh Bình nè, Hà Nam nè, Hải Phòng nè, không? Tôi ghé tôi gặp bà con, rồi tôi có tới những cái đạo tràng của bà con. Đấy. Và khi mà tôi rời khỏi miền Bắc, tôi không có cần, tôi đâu có cần mà phải đêm ngày mà tơ tưởng tương tư tưởng tiếc cái miền Bắc. No. Nhưng bất cứ khi nào mà tôi cần nghĩ về miền Bắc thì tôi bèn có đầy đủ info, đầy đủ cái thông tin về miền Bắc. Thí dụ như chỗ nào mát này, chỗ nào nóng này, chỗ nào mà mình có thể lưu trú để nhập hè, chỗ nào mình có thể ở trong vòng vài tuần, chỗ nào mình có thể ghé ở vài hôm, chỗ nào là chỗ mà mình có thể thăm viếng chùa chiền này, chỗ nào là có người hộ trì mình về thuốc men, về thực phẩm này. Có gì chỗ nó đẹp mà không có người hộ trì, có chỗ có người hộ trì nhưng mà chỗ đó ở nản đấy, thí dụ như vậy. Tôi biết hết là phải biết, biết xong rồi khi tôi rời Bắc thì xong, tôi không có để cho nó nặng lòng của tôi. Nhưng mà khi nào tôi cần ấy thì tôi lập tức có ngay nguyên một là một tập thông tin mà nó là cần thiết và đầy đủ đấy. Thì Phật pháp y chang như vậy đó, cứ học đi, học rồi quên, rồi khi mà mình tra cứu, mình nghiên cứu tham khảo kinh điển ấy thì mình mới thấy ồ, thì ra mà nhờ mình biết cái kia, mình vô mình đọc cái này thấy nó thông đấy. Rồi tới lúc mà thực tập, thực tập thiền quán ấy, thì tự nhiên khi mình ngồi xuống mình xếp bằng, tự nhiên từ đó nhờ mình học, tự nhiên ngồi xuống thấy thoải mái lắm. Mình ngồi xuống mình biết ngay, mình ngồi xuống mình thấy buồn ngủ là biết cái đó là cái gì. Rồi mình ngồi xuống, rồi khi mình ngồi thiền thì mình có một cái suy nghĩ, mình có một cái liên tưởng, một cái hình dung về ai đó, là mình biết cái này là tham này, cái này là ái này, cái này là ganh tị này, cái này là bổn bổn sỉnh này. Biết rồi bỏ qua, tiếp tục quay lại với hơi thở, tiếp tục quay lại quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nhưng mà phải biết cái ngán nhất có thể là mù tịt không biết gì, cứ nghe người ta tuyên truyền là giữ cái tâm rỗng rang, giữ cái tâm mà không có phan duyên, chạy theo sáu trần, cái tâm cư trần lạc đạo đó, là thả tùy duyên cơ tác sẽ ngày cũng đánh niên gia trung bảo hữu tình mình nói cảnh một tâm mà vấn thì, có nghĩa là cứ đói ăn khát uống mệt nằm ngủ, giữ cái tâm khơi khơi vậy đó, trước sáu trần tâm không động như vậy đã là thiền rồi, đâu có cần học ở đâu nữa, trong nhà đã có châu báu rồi. Nghe thì nó đã lắm, nhưng mà tôi xin nói thiệt, cái đó để nói dốc thôi, bởi vì cái lời là lời của thánh hiền, người ta xác chứng, người ta minh định
cái trình độ giác ngộ của người ta là lời của người ta, nhưng mà qua tới cái miệng của phàm môn mình chỉ để nói dốc thôi. Bởi vì những cái câu mà nó ví dụ như phù như tiền bạc là phù vân rồi đó, cái câu là để cho mấy người tỷ phú họ nói, còn mình đang đập xích lô mình bán vé số đi kiếm từng cắc mà mày đặt mở miệng ra mình nói là tiền bạc như phù vân vậy, có gan hay đừng có đi bán nữa không? Về nằm gác chân giữ ngủ ngậm cái tâm cầm tờ báo rồi coi lấy vàng không? Cho nên mình nghe người ta nói, người ta chửi với bằng cấp học vị, người ta chửi với tiền bạc sự nghiệp, mình coi người chửi đó là ai, coi chừng là mình cái là cái con cáo mà che táo còn che nho còn xanh đấy, cẩn thận nó nha, đặc biệt phải cẩn thận nó, đừng có thấy người ta nói mấy cái hay hay rồi bắt chước hùa theo. Mình coi người ta là ai, một là người ta là hiền thánh, hai là người ta là người nói dốc, thì nếu mà ta hiền thánh thì có như mình đua theo không kịp rồi, còn nếu mà ta là người nói dốc thì mình đâu có cần gì mà phải bận tâm là nói dốc làm chi nha, nó rất là quan trọng, rất là quan trọng cái đó. Thì tôi chốt lại cái pháp môn tứ niệm xứ hay là cái giáo lý A Di Đà, nó giống nhau chỗ này, tại sao mà nó rắc rối nó phức tạp như vậy. Thật ra đó, đối với người đại trí có đủ duyên lành ba la mật thì họ không có cần ba cái chi ly đó, họ giác ngộ rồi họ là tự động họ hiểu hết tất cả những ngày sau đại Phật. Trước khi mà chứng tu đầu quần, ngài có học giáo lý một phút nào không? Hề, không hề một phút nào hết. Nhưng mà khi ngài chứng tu đầu quần rồi là ngài hiểu ra rất là nhiều vấn đề mà một vị pháp sư Tam Tạng không hiểu 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 nổi. Rồi tới lúc mà ngài chứng La Hán, ngài trở thành đệ nhất trí tuệ trong hàng ngũ tinh văn thì lúc đó còn kinh hoàng nữa. Tức là trí tuệ của ngài trong tam thiên đại thiên thế giới lúc đó chỉ đứng sau Thế Tôn Lô Cá Na Thăng Tất Địa Tòa nữa, tức là chỉ sau Đức Phật Lô Cá Na Thăng Tất Địa Tòa nữa, tức là chỉ sau Thế Tôn đấy. Từ khi mà người ta đã tu tập tựa là vô lượng kiếp rồi không, áp tăng kỳ là vô lượng chứ còn gì nữa, vô lượng kiếp sống ấy, thì coi như bây giờ được tới chín mùa ta chỉ ngồi ta hái ta thò ta hái thò ta vô túi rồi ta nhặt ra, còn mình thì sao, mình phải học. Nhưng mà tại sao mà nó giáo lý nó quá rối như vậy, là vì sao nó rối, là vì chúng sinh cứ giảng cho người này là mình phải triển khai, mình phải phân tích chi ly một ít để cho họ hiểu rồi, rồi tới qua tới người này người qua tới người A B C F N là mình Đức Phật ngày và chư hiền thánh cũng phải triển khai mới nữa. Đấy, cuối cùng gom là nó thành ra một rừng, thành ra một rừng à, chứ đúng là cái rối rắm trong giáo lý nó đi ra từ chúng sinh. À, chúng sinh mà bậc đại căn đại duyên người ta đâu có cần mà rối gì, nghe ít nghe gọn thôi. Tức là chỉ ta chỉ cần có mấy câu à, luân hồi là do không kiểm soát bản bản tâm khi mà sáu căn với sáu trần từ đó nảy sinh ra hiểu lầm ngộ nhận và vọng tưởng để tìm cái thích và cái ghét. Đấy, thay vì hiểu được bản chất của nó là gì thì vì là thiếu kiểm soát, vì thiếu trí tuệ cho nên khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần bèn nảy sinh ra cái chọn lựa phân biệt để mà thích mà ghét, rồi để vì chạy theo cái thích và chạy trốn cái ghét người ta làm bao nhiêu chuyện tội lỗi luân hồi. Bây giờ để giải quyết cái chuyện đó làm sao cho hết thích ghét thì phải làm sao đấy, thì đối với ABC thì có một số pháp thoại, rồi F N L M thì một số pháp thoại, mà mục đích là gì, là giúp cho người ta đừng có vọng tưởng, đừng có ngộ nhận, đừng có hiểu lầm nữa. Nhưng mà chính vì cái kiểu tu tập tức là tiền nghiệp đó, rồi khuynh hướng tâm lý của mỗi người mỗi khác, cho nên khi mà Đức Phật và chư vị thánh đệ tử mà dạy với người ta đó, phải nhìn vào cái túc duyên của người ta để mà mình chọn lựa một cái cách nói thích hợp, và cứ như vậy nó thành ra bộ tâm tạng như vậy nha. Chứ còn nếu mà tất cả chúng sinh mà được như ngài sẽ là Phật hết ấy, thì cái bộ tâm tạng chắc chắn là khác rồi đấy, chắc chắn là khác rồi nha. À, nhưng mình thấy cái A Tỳ Đàm mà Đức Phật ngài giảng trên cõi trời nó không giống như cái A Tỳ Đàm mà ngài giảng như ngài sẽ là Phật, và cái A Tỳ Đàm mà chúng ta đang học hôm nay ấy, là cái A Tỳ Đàm của ngài sẽ là Phật. Sau khi ngài nghe Đức Phật dạy xong á, ngài ngày về ngài mới gọi là thuyết lại cho 500 đệ tử của ngài, đó chính là cái A Tỳ Đàm hôm nay chúng ta học ấy, đó là A Tỳ Đàm của ngài sẽ là Phật, ngài dạy cho đệ tử ngài theo cái vượt cho nó vừa vặn với cái tầng tâm thức, nền tảng tâm thức của 500 đệ tử. Còn A Tỳ Đàm mới Đức Phật ngài giảng liên tục 3 tháng trên cõi trời cho chư thiên phạm thiên là khác. Trong chú giải nói cái tốc độ phát biểu, tốc độ mà phát biểu nói chuyện của Đức Thế Tôn nhanh hơn người bình thường 3 lần,
nhanh hơn 3 lần, Phật nói nhanh lắm, nói 3 lần mà ngài nói liên tục không nghỉ 1 phút, 1 phút không, liên tục 3 tháng mà với tốc độ nhanh gấp 3 người bình thường. Các bạn nghĩ cái Ảnh Tạng, cái Tạng Ảnh Đàm đó, nhiều biết là bao nhiêu. Trong đó chỉ thí dụ như mình trong đó, trong chú giải nói chỉ riêng về cái 24 duyên, mà trong 24 duyên có cái phần mình nói về nhân duyên, nói về cái thiện ấy, nhân thiện nhân bất thiện nữa, nếu mà chia sẻ ra nó đã là mấy triệu vấn đề, mấy triệu chỉ riêng cái mà về cái tam địa thiện đó mà chia sẻ theo duyên hệ, nó lên tới gọi là 6 triệu câu, 6 triệu câu Phật đáp. Vì tưởng tượng, nhưng mà người đó là trên cõi trời, nhưng mà xuống đây ngài sẽ phát Đức Phật ngài giảng, ngài sẽ phát giảng rất là gọn. Tại sao chúng ta biết gọn? Là vì trong kinh nói đó là ngày mỗi buổi trưa ngài gặp ngài sẽ phát ở hồ Anatata tuyết sơn ấy, ngài chỉ nói vừa vặn đủ cái thời gian mà mình có thể hình dung ấy, mình có thể hình dung là khoảng tầm tiếng hồ để ngài sẽ phát ngài trở về, và Đức Phật ngài trở lui đâu lại thì khoảng tầm tiếng 2 tiếng. Như vậy là hôm nay trong chừng ấy thời gian, một đêm mà một ngày vừa qua ta đã giảng như vậy. Và khi ngài nhắc là ngài nhắc rất là gọn, bởi vì cái người ngài giảng ấy là Đức Phật và cái người nghe là ngài sẽ là Phật, thầy như vậy, trò như vậy, cho nên không cần nói nhiều. Nhưng mà khi mà Đức Phật, ngài sẽ là Phật và ngài nghe xong ngài về ngài giảng lại cho 500 đệ tử thì ngài phải triển khai cho nó vừa vặn với cái tầng tâm thức của 500 vị đệ tử này. Cho nên hôm nay đấy chúng ta mới có cái tạng A Di Đàm đó, đó nhớ không? Cho nên đấy, vấn đề nó như thế này, tùy thuộc vào cái tiền duyên tiền nghiệp, tùy thuộc vào cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý, cái sở tánh, cái cơ hội tánh của mỗi người mà chúng ta có bao nhiêu cái vấn đề phải giải quyết trong cái cuộc tu này, có bao nhiêu vấn đề phải giải quyết. Thí dụ như cái pháp bất, cái pháp ác đi, mình quá nặng gì ganh tị, mình quá nặng gì bủn xỉn, thế là mình phải tìm tới những cái pháp môn mà nó giúp cho mình là trấn áp và đối phó với cái ganh tị cái bọn sẻn đấy. Còn bên pháp pháp thiện, cái niệm mình yếu quá, cái khả năng định tâm mình yếu, cái tàm quý của mình nó yếu quá, cái niềm tin của mình, cái chánh tín của mình nó yếu quá, đúng không? Tu tu với lòng có tin đấy, thì thiếu cái niềm tin đấy, thiếu tinh tấn, thiếu tàm quý, thiếu trí tuệ, thiếu chánh niệm, thiếu định tâm đấy. Thì như vậy đó là mình đó là tùy vào cái túc duyên giải thoát cộng với khuynh hướng tâm lý mà mình có bao nhiêu chuyện phải làm đối với cái ác của mình, đối với cái thiện của mình. Mà bây giờ hiền thánh thì không còn nữa, bây giờ mình phải làm sao, bắt buộc mình phải học để mà mình làm 50% công việc rồi giao cho thiền sư thầy bạn họ giúp cho mình 50% công việc. Ví dụ như hôm nay mình về Miến Điện, khi mình tiếp xúc mình trình pháp với thiền sư, người ta quan sát mình, người ta có cho ra những cái góp ý này, còn riêng mình 50% là mình cũng phải có kiến thức giáo lý để mình tự dò và biết cân nhắc, biết đối chiếu với cái lời thầy nói, chứ không phải là mình giao hết cho thầy, thầy phán sao nghe vậy cũng vậy. Mà mình không tin ai hết mà chỉ biết cắm đầu mình chỉ dựa vào cái não trạng, cái khả năng tư duy của mình chứ mình không tin ai cũng kẹt. À, bởi vì mình chưa đủ tầm đâu, mình chưa đủ tầm tự ngộ đâu, mình chưa đủ cái tầm gọi là vô sư tự chứng, chưa chưa mình chưa tới cái tầm đó đâu. Cho nên mình phải xài tới cái khả năng bản thân một phần, và phải nhờ đến sự kèm cặp, hướng dẫn, hỗ trợ, hà hơi tiếp sức của thầy bạn, trong đó gồm có các hành giả và các thiền sư, rồi kinh sách, các tài liệu tham khảo nha. Đây là lý do vì đâu chúng ta phải học, bởi vì đổ hết cho thầy là vậy, mà dẹp thầy qua bên mà chỉ tin vào cái đầu của mình không cũng vậy này. Mà chúng ta phải gọi là đi bằng đôi chân của mình, nhưng mà tay thì phải nắm, phải vin vào người khác này. Con mắt thì phải ngó về phía trước, mình ngó bằng con mắt của mình, nhưng lỗ tai thì cũng phải ké người ta, phải nghe cái người kia bên nó nói cái gì nha. Nhớ nhớ đi bằng đôi chân của mình, không ai cõng bồng bế ôm mình hết, cõng bồng khiêng vác mình phải đi bằng đôi chân của mình. À, còn cặp mắt thì cũng là mình phải tự xài chứ không xài ké, chỉ có lỗ tai là phải ké, vì lỗ tai mình đâu phải xài thế nào xài lỗ tai mà một mình được. Con mắt thì một mình xài được, nhưng mà lỗ tai là phải có người khác để mình nghe nhé. Rồi như vậy thì mình nhớ, khi mà mình có mắt có tai thì có chân, có đôi chân để tự đi, có mắt tự nhìn, nhưng lỗ tai thì bắt buộc phải có cái để nghe.
thì cái cuộc hành trì, cái việc hành trì thì pháp môn giải thoát cũng y hệt như vậy đó. Có nghĩa là có lúc có trường hợp, có những cái thời điểm chúng ta phải quay về nương tựa với chính mình bằng cái khả năng trí văn, trí tư và trí tu. Có trường hợp chúng ta phải lắng nghe thầy bạn, phải lắng tâm, lắng tai để nghe và lắng tâm để mà nghiên cứu tham khảo. Và hôm nay tôi nhắc lại lần nữa, đó là những gì chúng ta học về pháp môn niệm xứ là học về A Di Đà để làm tài liệu tham khảo thôi. Nếu duyên lành ba la mật mà nó cho phép, mình chứng đạo một cách rất là đơn giản và vô cùng ngoạn mục, ngoạn mục, ngoạn mục vô cùng đơn giản lắm, kẹt xong tự nhiên mình nhìn nhìn cái tâm mình, hồi nãy nó vậy, giờ nó vậy, cái là mình thấy liền lập tức đây, đây là khổ đế, đây là tập đế, đây vắng mặt của tập đế chính là hữu dư, tức là diệt đế hữu dư, mà vắng mặt luôn cả cái khổ đế là diệt đế vô dư. Đấy, cứ nhớ như vậy. Và ba nhận thức này cộng lại chính là đạo đế, là con đường thoát khổ. Nó còn có một cái tên gọi khác đó là Bát Chánh Đạo này, mà tích tắc vừa thấy đây là tâm ta thay gì, trước đây mình biết đây là tâm tham thôi, nhưng mà bây giờ mình biết rõ rằng tâm tham này bản thân nó vừa là khổ đế mà nó vừa là tập đế. Khổ đế là bởi vì sao? Vì nó do duyên mà có rồi phải mất, đó là khổ đế. Còn gọi là tập đế là bởi vì nó đó là cái điều kiện để tạo ra vô vàn những cái khổ khác, cho nên nó là tập. Nè, chỉ riêng tâm tham, còn hợp tâm sân mình biết ở đây nó là khổ đế này. Đấy, biết nó là khổ đế. Đây là tâm thiện, đây là tâm thiền, đó niệm là định, biết cái này đó là nó vừa là khổ đế mà nó vừa là đạo đế. Nè, đấy cứ như vậy thì là mình vẫn phải học, dầu mình là ai, tăng ni Phật tử vẫn phải học, dầu mình chưa có cái ý chuyên tâm tu tập tuệ quán một cách miên mật tinh tấn chuyên nghiệp thì ít gì chúng ta cũng phải có. Để làm chi? Tôi nói thẳng luôn cái này rất là dễ, là bà con giận tôi vẫn nói. Tôi thấy hai người, một người thì chuyên tâm học giáo lý mà không có thấy ngồi thiền, sống phóng dật thất niệm nhưng mà chuyên tâm học giáo lý. Còn một người tôi thấy tinh tấn miên mật chánh niệm, đi đứng liêm diêm liêm diêm, tôi quý người này lắm, quý. Nhưng mà nó yên tâm thì tôi yên tâm với người học. Vì sao? Vì cái đứa mà nó có giáo lý đó, bất cứ lúc nào nó cũng có thể quay vào để nó qua pháp học được hết. Cái anh mà chi pháp học ấy, bất kỳ lúc nào chỉ cần ảnh muốn thôi là anh quay là pháp hành là tích tắc, mà anh đi từng bước rất là căn bản, rất là ổn định này, rất là có cơ sở này, rất là căn cơ. Còn riêng anh mà không học giáo lý, tuy thấy ảnh thiền định tinh tấn, anh nói là đâu có cần học nhiều, mình chỉ chuyên tâm chánh niệm trong sáu căn là đủ rồi, thì nghe anh nói và nhìn anh tu thì thấy đã thiệt. Nhưng mà tôi cứ lo lo ngầm ngầm hoài, tại vì trong cái thời gian, trong cái quá trình tôi học đó, cảnh có những cái nghi hoặc, có những cái hoang mang anh không tự gỡ được, khổ vậy rồi. Rồi bao nhiêu vấn đề mà nó nảy sinh trong cái lúc hành trì anh không tự cứu được, tối ngày cứ ôm chân thiền sư chờ thiền sư nhổ nước bọt nhiều, nuốt nhiều chứ biết gì đâu. Tôi phải xài cái chữ nặng là nuốt nước bọt thiền sư nha, nó khạc nhiều nuốt nhiều chứ bản thân mình thua. Tại sao tôi xài nước bọt? Là bởi vì kiến thức chỉ là nước bọt của thánh hiền, cái mà họ hiểu nó khác, còn cái mà họ nói ra nó khác, nó chỉ là cái gợi ý thôi. Nhưng mà đừng có nghe Đức Phật, mình đừng có đọc cái bài kinh ngài giảng ngày bốn đế mình cái vậy là mình với ngài giống nhau, đủ phải ngài giảng ngày bốn đế đúng, ngài giảng cho mình nghe ra đúng rồi. Nhưng mà đừng có tưởng là mình hiểu về kinh này nghĩa là mình với Đức Phật giống nhau, bởi vì ngài cũng hiểu bốn đế, mình cũng bốn đế. Bà con có tin hiểu cho tôi không? Có tin rồi, tôi tuyệt đối không có tin là tôi với Đức Phật giống nhau rồi. Vì sao? Vì cái hiểu của thánh hiền ấy, cái hiểu của người ta nó đủ để cho người ta cắt đứt phiền não. Còn mình ấy, mình tưởng mình cũng hiểu giống người ta còn khuya, bởi vì mình cũng thuộc lòng tam tạng, mình cũng tinh thông A Di Đàm, nhưng mà cái hiểu của mình, cái tinh thông của mình nó không đủ để nó cắt đứt phiền não. Tôi đã nói không biết bao nhiêu ngàn lần triệu lần này, có những cái mình nghe mà nó không đủ sức giúp cho mình giải quyết vấn đề. Tôi hay dùng cái ví dụ này lắm nè, mình nghe nó bà xã mình, ông xã mình ngoại tình là mình nổi dịch lên, mình lên cơn ghen tới trời. Nhưng mà mình về mình hỏi má mình thì má mình nó đâu có đâu, sáng nhận ra nó đây gì má mà
mình nghe mình có bớt ghen thiệt, nhưng mà biết đâu má muốn cho vợ chồng em mắm thì má nói má binh vậy, chứ một là má không thấy, má nhận xét về bà xã mình là do cái nhận thức chủ quan của bà thôi, chứ bà cũng đâu có thấy đâu, bà không thấy bà đâu dám nói ổng. Thứ hai, khi mà bà không thấy bà cũng đâu có dám đem hy sinh cái cuộc hôn nhân của con mình, thôi thì bây giờ tạm thời cho tụi nó êm ấm ít lâu rồi tính tiếp, chứ bây giờ mà mình không thấy mà mình nó cũng tan nhà nát cửa, cho nên chỉ đầu tiên là má nó đâu có đâu, sao cho nó ở đây đúng. Cho nên mình nghe má nói thì nó yên tâm đó, nhưng mình trực nhớ là ủa biết đâu đấy. Sau đó thì là mình phải hỏi thêm những người nào mà mình thấy là trung thực khách quan nhất, nhưng mà cũng chưa chưa phải có một ngày mà mình tự mình coi được cái clip quay toàn bộ cái cảnh hồi sáng mình bà xã mình bả đi đâu hồi sáng giờ, từ lúc mình coi trong đó nó có ghi giờ nha, từ lúc mấy giờ mấy giờ bả ngồi mới nói chuyện với ai, mình vừa nghe tiếng mà vừa thấy hình bả, lúc đó là mình có tên ồ đúng rồi đúng, đúng đúng rồi sáng giờ bà xã mình bà ở nhà với má đúng, còn cái ông kia đó là ông anh họ họ gần họ chú bác của bà đúng luôn đó, mình tới lúc mới là mình hết ghen. Thì Phật pháp y chang như vậy, nghe gì thì nghe, mình hiểu gì thì hiểu, nhưng cảnh hiểu của mình nó không cách nào mà nó giúp cho mình mà hết hết phiền não hết, giống như nãy mình về hỏi má vậy đó, má mình tin lắm, mình quý lắm, mình thương má lắm, nhưng mình nói chứ ghê nó có nhiều cái chuyện mình sẽ tin má 100%, má lãng tai mắt lòa thì làm sao mà má có thể mà biết hết mọi cái chuyện được. Này mình cũng phải có chủ nghi, nhưng mà phải tự mình xem hình nghe tiếng mình mới xác minh xác chứng minh định ồ đúng 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 bà xã mình sáng ngày bà ở đây đúng không. Thì Phật pháp cũng vậy, mình đừng có tưởng là những cái mình học á mình hiểu y chang như thánh hiền sái sái, tức là đó là nước bọt của thánh hiền, người ta thấy nhưng người ta chỉ kể là cho mình, nếu mình đủ duyên thì mình sẽ có cái thấy giống như người ta, còn không nữa thì mình chỉ biết được cái vỏ ngoài thôi, cái vỏ ngoài cái thực tại thôi, là phần nổi của tảng băng sơn trôi trên biển thôi, nhớ ha. Sở dĩ tôi phải nói một tẹt ra ra để làm chi, để mở ra hai vấn đề. Một là đừng bao giờ tự kêu tự tôn tự cao tự đại tự mãn tự hào với cái biết của mình, bởi vì cái biết của mình luôn luôn trong tình trạng cần chỉnh sửa và đôi khi đập hết xây lại nữa nha. Thứ hai, mình phải hiểu rằng cái biết của mình ý, nó không đủ để mình thay đổi mình một cách toàn triệt. Mình nói mình biết Phật pháp nói nghe cho sướng, nhưng thật ra mình đâu có đủ, cái biết nó không có đủ để mà mình cắt đứt cái bủn xỉn ganh tị sân si tham đắm ái luyến, không có đủ. Rồi chưa kể tắt hơi rồi thì cái biết đó nó đâu có đủ để đưa mình sanh thiên, nó đâu có đủ để chặn cái đường đọa. Trong khi cái biết của thánh nhân người lắm, một nếu mình chứng là hán cái biết của họ đủ để cắt hẳn cái đường tái sinh, hai nếu mà họ chưa là chứng la hán thì cái biết của họ đủ để họ vĩnh viễn không có bị đọa này, và cái thứ ba là ngay bây giờ họ có thể sống với cái thánh tâm thánh trí của họ ngay bây giờ nè, họ có thể sống với tâm hồn tư của một bậc thánh. Của mình thì sao, cái biết mình nó không có đủ, nhưng mà mình phải học, không biết mình biết rằng cái biết mình nó không giống cái biết của thánh nhân, nhưng mà mình phải học thì ít nhiều, thì ít nhiều mình gọi là dựa dẫm chút đỉnh vào cái bóng mát của thánh hiền, chứ còn đừng có ngồi đó mà thấy mình biết ba mớ rồi đó là ngon lành, mình nghĩ thì trong kinh đó, giảng tứ đế như vậy thì thánh nhân chứng thánh thì cũng chứng tứ đế vậy, mình với thánh nhân giống nhau, mình với Đức Phật cũng giống nhau, thì ngài uống cà phê thì ngài có ly cà phê thì ngài kể lên mình nghe, chắc mình cũng cũng biết cà phê giống như ngài nấu ngài uống, rồi sau đó ngài mới kể lại cái ly cà phê đó, ngài dạy cho mình về cách pha cà phê. Nhưng mà cho tới hôm nay mình có cà phê uống chưa, mình có thể nói rào rào về về gọi là Arabica rồi Robusta rồi thì mình nói tùm lum ra, rồi cà phê máy cà phê lược rồi cà phê viên mình nói ào ào ào, cà phê loại nào rồi rang lửa máy mình nói ào ào, nhưng mà mình có pha chưa, mình pha chưa, rồi mình có uống chưa chưa. Cho nên đừng có ta tưởng mà chắc ngài nói vậy chắc mình với ngài giống nhau, người ta uống cà phê mà người ta là chủ đồn điền cà phê, chủ nhà máy chế biến và xuất khẩu cà phê, mà bản thân người ta một ngày người ta uống tới 15 ly cà phê, còn mình thì sao, mình thì chưa, mình chưa biết học cà phê với học bắp khác nhau cái gì nữa, thấy chụp cái hình cũng tròn 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 vậy đó đấy.
nhớ không? Nhưng mà đừng có nghe vậy bây giờ thất vọng, mình không học, phải học, phải học. Kiếp này mình chưa pha cà phê được thì kiếp sau pha. À, mà nên nhớ là ngài đó là ngài mất tới bao nhiêu a tăng kỳ, chỉ biết cà phê trên tấm ảnh không hồn thôi. Mãi cho đến khi mà công viên quả mãn, công thành quả mãn dưới cái gốc bồ đề 26 thế kỷ trước, năm đó là gọi là năm năm mấy, năm 45 trước Phật lịch, năm 45 trước Phật lịch thì ngài mới lần đầu tiên ngài mới cầm cái ly cà phê giác ngộ lên đấy, thì ra cái ly cà phê nó có mùi như vậy, cái vị như vậy, cái màu nó như vậy. Chứ còn trước đó là suốt bao nhiêu a tăng kỳ ngài nói về cà phê là rau 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 rau, nhưng mà chưa bao giờ ngủ, chưa bao giờ. Có mấy lần thì cũng đi ngang rẫy cà phê, có nhiều nhiều kiếp lắm, cái mỗi lần có Phật ra đời là coi như là đi ngang rẫy cà phê đó, có thấy người ta cũng pha rồi cũng thơm thơm, có thấy 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 có bao nhiêu Phật ra đời là mình có bấy nhiêu lần thấy 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 người ta hái cà phê, rang cà phê, pha cà phê, uống cà phê, nhưng mà chỉ thấy thôi, có nghe thơm thơm thì cho chơi cho vui vậy thôi. Phải đến cái năm 45 trước Phật lịch, lúc bấy giờ Thái tử Tất Đạt đấy, bèn uống cái ly cà phê đầu tiên. Nhớ cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Không học thì làm sao biết đó là cà phê, nhưng mà phải uống mới biết cà phê nó ra làm sao. Đấy. Đừng tự mãn khi mới có thấy cái hình chụp ly cà phê, nhưng cũng đừng có mặc cảm tự ti rồi dẹp cà phê qua bên thì suốt đời không biết cà phê là cái gì. Chúng ta học về bốn niệm xứ, chúng ta học về A Di Đà, học mà phải luôn luôn nhớ thế này: chúng ta đang học giáo lý, tức là chúng ta đang học những vấn đề của bản thân, để khi mà cái duyên lòng ba la mật nó cho phép, chúng ta bèn giải quyết triệt để cái vấn đề đó. Còn bây giờ tạm thời chúng ta chỉ học để biết, biết được càng nhiều càng tốt, càng rõ càng tốt, càng sâu càng tốt, càng rộng càng tốt về những vấn đề của bản thân. Vì sao vậy? Vì cái vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là không biết vấn đề của mình nằm đâu. Này, cái vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề là mình nằm đâu, thì chư Phật thánh hiền ra đời là người ta dạy cho mình biết đấy, cái vấn đề của con nằm ở đó. Nhưng có một điều là bây giờ thánh hiền không còn nữa, thế là tôi phải học tất cả những cái gọi là vấn đề của chúng sinh, thì trong đó có những cái vấn đề của tôi và những vấn đề của quý vị, của người khác, của bao nhiêu tỷ người khác, tôi phải học để làm chi? Để tôi vừa học tôi vừa thành trì, mà tôi vừa rà rà có cái vấn đề thật sự của tôi nó nằm ở chỗ nào. Tôi biết ở trong cái gối nằm này nó có cây kim, bây giờ tôi phải mò coi nó nằm ở đâu, là tôi moi nó ra đây, tôi phải moi nó ra, rồi tôi phải đi lượm gạo, tôi coi nghe, tôi biết trong đó có thóc thì tôi có phải ngồi tôi lượm lượm, tôi nhặt thóc, nhặt từ 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 từ, nhặt khi nào mà nó hết thì tôi mới đem đi nấu được. Bây giờ tôi chỉ làm việc tôi nhặt thóc thôi, bây giờ tôi làm việc mò kim ở trong cái gối nằm. Chứ đừng có nói mò kim đáy biển thì không có rồi đó, mò kim biết ngay trong đó họ có để cái gối, trong cái gối nó để cái cây kim thì bắt đầu mình phải đi mò chứ, biết trong đó có cây kim sao nằm trời không. Nhất là ai đắp mền duvet xứ lạnh đó, nghe nói trong cái duvet mà cái duvet là cái mền vải mà có độn bông độn lông đó. Nghe nói trong đó có ai nãy họ vá vá họ nhét cái kim đó họ quên rút ra, trời ơi nó nhột lắm. Tôi biết bà con ngủ được không, như tôi nghe nói trong cái mền của cây kim cũng khó chịu lắm, phải không? Thì mình tu là mình phải biết rõ cái hình dáng cây kim đấy, mình biết là trong cái mền của mình nó có bao nhiêu cây kim và cây kim nó hình dáng nó ra làm sao, mình phải biết, phải biết để làm chi, để mà mình mới là mân mê mò mẫm mày mò để moi cho nó ra bằng được 6 cây 8 cây 12 cây. Thí dụ như mình học về tâm sở bất thiện là mình thấy rõ ràng trong đó nó có 14 cây kim rồi nè, và 25 cái hột xoàn. Đấy. Thì 14 người kia là phải mò à đây này cái kia là đây phải mò cho ra hết, nghe nào mà lấy hết mấy cái kim ra là mình chứng thánh. Còn cái hột xoàn là mình phải lận, mà biết hột xoàn nó khác thủy tinh chỗ nào, mà có cái kính thì coi nó cái độ trong rồi cái mài nó rồi cái cara của nó, nó là loại nào, loại sáng hay là loại màu, có bọt hay không có bọt này, mà để ý cái đó phải biết, biết cái đó để mà mới biết đường mà lập lập 25 gì đấy. Học về thì làm là học với mò kim và mò mò hột xoàn, mà không biết kim nó ra làm sao, hột xoàn ra làm sao thì biết đường đâu làm việc này. Cho nên cuối năm mình chốt lại là tại sao chúng ta học tùm lum, thì bà con yên tâm, mà con liếc cái bản đi mà con thấy rồi thì mà tâm sở là mình học xong rồi, nó gần hết rồi, còn cái bên cái nguyên cái cột dọc bên trái thì coi như mình có quyền nói là mình đã học.
Không, tại sao? Là bởi vì mình cứ nhớ thế này, tâm chỉ có một mà thôi, không thiện ác phàm thánh, nhưng tùy thuộc vào việc tâm ấy dựa vào căn nào trong sáu căn, biết được trần nào trong sáu trần, và tâm sở nào đã cộng ghép lên, nên nó biết ba cái này thì chúng ta bèn có một rừng tập. Như vậy thì bản nêu cái ba bảy biểu đồ này, chúng ta trước mắt đã học được 3/4, 3/4, chỉ còn có cái góc bên phải, góc phải đó, góc góc bên phải là về sắc pháp mình chưa có học. Và tôi cũng thiết tha, cũng nóng ruột, cũng hồi hộp, cũng hào hứng lắm, nôn nóng đấy, nôn nóng để giảng cho xong cái phần sắc pháp, vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất là phải cho xong cái đó thì mình mới đi sâu lên cao được. Thứ hai, tôi cũng hồi hộp hành chỗ hào hứng ở chỗ là tôi muốn cho bà con có một cái nhìn về cái gọi là vật chất ở trong Phật pháp này. Bởi vì cái sẵn đây tôi nói cái này luôn nha, cái này quan trọng nè, cái A Di Đà mà nó kỳ lắm, tùy vào cái cách hiểu và cách nói của mình mà nó có phản khoa học hay không. Thí dụ như nói về sắc pháp, mình phải hiểu sao mà mấy cái tay mà nó chuyên về vật lý, về hóa học, nó không bị sốc. Chứ còn tôi thấy, tôi liếc cho tôi thấy mấy cái tài liệu về tiếng Việt ấy, mình nói về là tâm sở, nói về tâm thức, tâm sở, sắc pháp, nhìn nó, xin lỗi, nó ngô nghê, nó ngờ ngợt, nó ngơ ngẩn đó. Cái đó cái lỗi của mình, cái lỗi của người hiểu, cái lỗi của người trình bày. Và vô tình nữa là mình bôi cho trét trấu lên trên bổn sư của mình, ngài đâu có tệ như vậy, ngài không có tệ như vậy đó. Mà nói riêng, ví dụ như chỉ riêng cái sắc ý vật là cái điểm nương của tâm, cái chỗ nương của tâm, mà cứ thấy cái chuyển phạn rồi há đá giá, rồi cả đá bu lại nói há đá giá là trái tim, là đã không à, là cứ dồn lên nó điểm tựa của tâm là trái tim, nói vậy thì cũng kẹt quá đây, nó phản khoa học quá. Vì ngày nay mình thấy là tim lấy ra ngoài mà người nó vẫn còn sống, mà tim máy, tim nhựa nó chạy bằng pin mà nó còn sống được, khổ quá phải không. Mà trong khi ngài có nói vậy đâu, phải không? Y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Mình cứ ôm sát từng chữ mà hiểu theo kiểu trẻ con đó, là tam thế Phật quan là nói oan chiêu Phật, mặc dù là ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, rời kinh một chữ là lời của ma, đúng. Nhưng mà cái vế đầu tiên cũng nghe cũng ác liệt lắm. À, y kinh giải nghĩa ta thấy Phật quan nghĩa là mình cứ bám mà bám sát mà từng chữ về kiểu mà quanh bay quanh như trẻ con là chết, không cũng được, không có được, cái đó không chỉ quan được. Trong cái khi ngài nói rất là rõ, ngài nói là tâm nương chỗ nào thì cái đó gọi là sắc ý vật. Đấy, thí dụ như có những cái loài mà mình cắt ngang đó, nó vẫn sống. Mà đâu khi con người mình cắt ngang nó sống không? Không. Có những loài mình lấy cái đầu nó ra dưới nó vẫn còn ngoan ngoe, mà con người mình lấy cái đầu ra là ở dưới hết ngoan ngoe. Đấy. Nó đủ thứ chuyện, nó có những cái loài nó lấy hết máu ra là nó chết, nhưng có những loài nó không có máu là tính làm sao? Đấy. Và tôi nhớ hoài cái ông cái nhà sinh vật của Pháp thế kỷ 17, ông làm cái thí nghiệm sinh vật ấy. Ông để con cào cào vô trong cái ly ấy. Rồi ông gõ 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 cái cào cào nó nhảy. Đấy. Nó nhảy nó búng 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 lên vậy. Rồi cắm sao đó, ông mới đem cào cào ra, ông bẻ cái chân bỏ vô, ông gõ gõ nó không nhảy nữa, nó không búng nữa. Thì ông mới ghi thế này, theo cái kết quả mà là thử nghiệm ấy, thì là con cào cào cái thần kinh thị giác của nó nằm ở hai cái chân sau. Khi mà nó còn hai chân sau mình gõ thì nó nghe và nó búng, nhưng mà khi mình bẻ hai chân sau mình gõ gõ nó không còn nghe nữa nên nó không có búng. Rồi ông ghi cái kết quả vô trong, ghi cái kết quả nghiên cứu đó đó vô trong cái tài liệu nghiên cứu về sinh học của ông, suy về, về sinh học rồi ông nghĩ cái chữ đó rất là ẩu, không rất là ẩu, rất là một chiều nha, nhớ nhớ không thể nào vậy. Cho nên hôm nay chúng ta nhớ học về A Di Đà đi, chúng ta phải nhớ cái này. Thứ nhất, học làm sao mà mình thấy nó tìm được cái điểm kết nối giữa ba tạng, đó là học đúng. Thứ hai, học A Di Đà mà học làm sao mà mình thấy được lý do phải buông hết, quay về tu niệm xứ. Đấy, học A Di Đà là học đúng. Học một là không thấy ba tạng chống trái mâu thuẫn nhau, đó là học đúng. Thứ hai,
Học như thế nào mà cứ muốn chung về núi tu thiền, đó là học đúng. Còn học sao mà mê quá đến mức mà thấy học được là học cần học là sai. Anh đang học sai, tôi khẳng định 1000% anh học sai. Anh học đúng không phải như vậy. A Di Đàm hoặc là Kinh Tạng gọi là Tạng Luật, học đúng ấy, là chỉ muốn buông hết thôi. Buông hết về ngồi theo dõi hơi thở đấy. Cho nên học thứ nhất là học làm sao thấy được cái điểm tương đồng tuyệt đối giữa ba tạng. Thứ hai, học làm sao mà thấy pháp học là pháp hành nó có một cái điểm kết nối tuyệt đối đấy. Thứ ba, học A Di Đàm sao mà mình thấy là Phật không có chống trái mâu thuẫn với thế gian. Còn mình học sao mà mình thấy mình là giống như một ốc đảo cô đơn giữa cái biển học của nhân loại, giữa cái biển tri thức của nhân loại. Mình học làm sao mà mình mở miệng ra mình thấy cái lời Phật cái giống như là trên trời rớt xuống, tách rời dân gian, mà bản thân mình là một cái thứ mà ngoài hành tinh không có kết nối với ai, kẹt lắm, phải không? Lời Phật không có rời thế gian, không rời chúng sinh, nên nhớ cái đó. Và các vị để ý cái này, khi Phật nói về vũ trụ quan ấy, Phật không có nói chi tiết như là chú giải đời sau. Vì sao vậy? Nói chi tiết ai hiểu, người có khả năng hiểu họ không cần nói, nghe nói nhiều. Còn người không có cái gì hết thì ngài chỉ nói những cái mà họ có thể hình dung liên tưởng. Cái đặc điểm của lời Phật là chỗ đó, ngài tránh nói chi tiết, là vì càng vào chi tiết nó có nhiều cái điểm rất là không nên. Một là nói quá chi tiết là mình đóng khung vấn đề, hoặc là nói quá chi tiết cái người mà dốt thì chỉ làm cho họ rối, mà cái người giỏi thì họ không cần. Đấy, cái điểm đặc biệt cho đó. Cho nên nhớ cái Đức Phật khi ngài nói về luân hồi quả báo tái sinh vũ trụ quan nhân sinh quan, ngài còn cách nói rất là căn bản, rất là ngắn gọn, rất là đơn giản. Nhớ cái đó không? Rất là các bạn, khi mình nói chi tiết coi chừng mình đã đóng khung vấn đề, làm hẹp nó lại. Như nhiều lần tôi nói, mình bày ra cái kinh nghiệm nấu, mà nấu canh chua mình chỉ nói vắn tắt thôi: rau mùi, gia vị làm chua, nước, đường, muối, bột nêm, hết. Mình đừng có đi sâu nữa. Còn mình kể ra nó rau mùi mình phải khẳng định là gồm có ngò ôm, rồi cà rau cần lăm, rồi ngò gai, rồi me, rồi giấm, rồi chanh, rồi đậu bắp, rồi giá, rồi khóm thơm, rồi nấm, rồi hải sản, bla bla bla. Khi mình nói sâu quá đó thì nó mất thời gian đó. Cái đứa ăn chay tự động là nó bỏ hết mấy cái đồ mặn ra, nó nấu đồ chay. Mà đứa ăn mặn mà nó ghét chay thì nó tự động nó né tàu hũ, nó bỏ qua cái đồ mặn vô. Rồi cái đứa nào nó có chanh thì nó xài chanh, nó có giấm nó xài giấm, đứa nào nó có me nó xài me. Mà me này có nhiều loại: me me tươi đấy, hay là me vắt đấy, hay là me bột này, hay là me nước này. Nói rồi muốn chết cái miệng vậy. Me tươi là nó hái trực tiếp trên cây xuống đấy, nó bỏ vào cái rây nó nấu. Rồi me vắt là nó lột vỏ nó làm cho nấm 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 này. Rồi me bột là mấy cái me mà nằm trong cái túi của Thái Lan ấy, tamarind. Còn me nước là cũng Thái Lan mà nó làm cái dạng này, lý kịch ấy, nước nước lộng 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 ở trong trong nó để con trai ấy. À, nhớ ha. Như vậy mình thấy nội mà me không là mình thấy tới bốn trường hợp rồi. Rồi còn chanh, chanh nó cũng có mấy trường hợp, chanh mà chanh tươi. Còn không, nó bây giờ Âu Mỹ nó có loại chanh mà nó làm thành juice, lemon juice, nó làm nó dắt sẵn nó cho vô cái chai tròn 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 hình của trái chanh đi. Mình mua về mình cho trực tiếp luôn, sướng nó khổ, cái nặng khỏi bạc hết. Đó, chanh đi. Rồi chưa kể nó có loại chanh mà chanh khô đi. Chanh khô nghĩa là chanh nó dắt nước nó vô ở trong đường nó làm nó làm sẵn một kèo, nên là chanh với đường nằm sẵn, mình nấu ăn chua mình dứt vô vài viên này cũng có nữa. Như vậy là chỉ riêng cái chuyện mà làm chua không là mình đã thấy là nó rối rồi. Đấy, mình chỉ về ngày tránh ngày mà nói, ngày chỉ nói canh chua, ngày nói cái kỹ thuật canh chua, ngày nói rất đơn giản: rau mùi, ok các con có gì xài cái đó, gia vị làm chua các con có gì xài cái đó, cái này quan trọng nè: nước, đường, muối, bột nêm. Nhớ cái đó, bốn cái này, bốn cái căn bản: nước, đường, muối, bột nêm là bốn, cộng với gia vị làm chua là năm, mà rau mùi là sáu. Rồi ngoài ra tùy ý công đức, các con có cái gì xài cái đó, khẩu vị, sở thích, nhu cầu tới đâu, các nhu cầu sở thích điều kiện hơn môi trường hoàn cảnh đấy, các con có là sao làm vậy. Nhưng mà ta chỉ có nói sáu món thôi, là các con tự liệu đó, vậy mới được chứ. Còn phàm phu mình được khoái nội chi ly chi ly, cha tiểu đường chả né đường, cha mà bị thận bị cao máu này chả né mặn, cha bơ bơ tử chả né chua, có đã không?
Được được ngài là bậc pháp vương vô thượng, cha làm bà cội, ngài phải có cái nhìn cho từng đứa con, không sót đứa nào hết. Thì hôm nay chúng ta học về giáo lý, học học một cách chi ly để thấy được cái rộng và cái bao la, cái vô bờ của lời Phật. Đấy. Ok, đủ rồi, chúc các vị ngày vui. Dạ, xa đua xa đua xa Đúng một tiếng hồ. Dạ dạ chúng con thành kính tri ân sư dạ ạ, rồi. quý vị chắp tay để nghe sư.